rồi quý vị ở trong kia là chắc núp nắng phải không? Thấy không? Không thấy xuống đây nè. Xuống đây. Chắc nắng quá phải không? Xuống đây thấy bài thôi nè. Bây giờ hát một bài mẹ, rồi sau đó hát theo lời yêu cầu của quý vị chịu không? Là bây giờ hát một bài mẹ trước để đúng với ý nghĩa của Vu Lan, sau đó là hát theo thể lời yêu cầu, bởi vì là lâu lắm mới về được một lần thì là phục vụ quý vị cho thỏa mãn luôn ha, phục vụ quý vị là cho đến khi nào mà quý vị đói bụng quý vị nói thôi đi về ăn cơm thì nghỉ được không? Có đói bụng chưa? Ăn cơm rồi á? Thanh Ngân chưa ăn, có mình Thanh Ngân chưa ăn à. Dạ bây giờ nhà nhà phẩm được mang tên Gánh Mẹ. Cảm ơn nhạc sĩ. Cảm ơn nhạc sĩ Quách Binh đã sáng tác bài Gánh Mẹ thật là sâu sắc. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này nha. Ta đời này đã tao tao.
Dạ bây giờ hát về mẹ nữa hay là mình hát theo yêu cầu? Mẹ thôi. Câu tặng câu gì bạn?